chuyện bà Phước như vậy thì ta. Chuyện ráng đi làm. Ai cũng biểu gì già rồi nghĩ gì mà nghĩ sao được con. Nghĩ tiền đâu ăn, cơm đâu ăn, gạo đâu ăn bây giờ. Bữa trước ở nhà bên chữ thập đỏ cho tháng được 10 kg, bữa nay nó cúp rồi, nó lấy sổ hết rồi. Xin chào tất cả mọi người. Huy hiện tại đang ở tại Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Thì hôm nay tại sao mà Huy lại có mặt tại đây? Thì lúc trước Huy có đăng một cái video cách đây khoảng một tuần. Thì rất là may mắn đã về cụ Bảy mọi người. Cụ Bảy nhặt ve chai ở Cà Ná. Thì Huy cũng gọi là rất là may mắn được các mạnh thường quân, được các cô chú đã tài trợ cho Huy một cái số tiền để trao tặng cho cụ Bảy trang trải cuộc sống hàng ngày. Vì cụ Bảy hàng ngày cũng đi nhặt ve chai cũng rất là khó khăn á mọi người. Thì hôm nay Huy trở lại đây để nhất là để thăm cụ Bảy xem tình hình sức khỏe như thế nào, hôm bữa giờ như thế nào. Thứ hai là để trao số tiền này cho cụ Bảy trang trải. Và câu chuyện như thế nào thì mọi người hãy đi theo mình để vào bên trong nhà nha. Chắc là cụ Bảy nói là buổi sáng đi nhặt ve chai thì tầm khoảng 7 đến 8 giờ sáng là trở về nhà. Thì mình đã tranh thủ đi lên và bắt gặp được cụ đang chắc là đang ở trong nhà. Mình thấy có chiếc xe đạp để ở ngoài á. Để giờ mình đi vào trong thử xem như thế nào nhé. Con chào bà Bảy. Trời ơi, tuần nay là Bảy như thế nào rồi? Khỏe không Bảy? Cũng khỏe, nhưng mà được cái chân nó đau quá, nó đi không có được. Cái này thì nói nhé. Sao chân bị đau hả? Chân bị khớp này nè, đau sưng to quá từ năm ngoái năm nay. Rồi vì ấy hôm qua cũng đi báo thuốc về nè. Ủa? Đi ra chăm cứu nè. Dạ. Rồi không. Có đỡ không Bảy? Vừa nó hầu đỡ đỡ, như là người ta cho thuốc vậy nè. Con nè, thuốc nè. Người ta cho về uống là chứ gì đâu có tiền đâu mua con tàn người ta cho không à. Người này thuốc này con này đó, họ qua nè chăm cứu này ta cho nè đó thuốc này này. Thuốc thuốc bắc á, còn này là thuốc tây này con này đó. Của nhà nước cho không, không có gì có không có gì hết trơn, không có tiền đâu con à. Đi chỉ tốn tiền xe dòng xe đi 20 dòng khi về 20. Đó lại thuốc nó còn đó. Bảy cứ gấp vô đi Bảy. Đó gấp cái... vô cho gọn đèn đi. Ừ, đó người ta cho gì về gì uống thôi con à. Bảy hồi sáng giờ đi nhặt ve chai là lúc mấy giờ á? Đi hờ 5:30. Trời 5:30 đi rồi. Ừ. Rồi tới thui sao mà thấy đường nhặt? Thì cũng nhặt theo đường xe á con, đi xe đó nó sáng bóng luôn à. Dạ. Đó. Đây là cái nhà kế bên mà. Nhà kế bên á con. Kia lúc con, Bảy ở nhà đây nè. Lúc ở nhà gì Bảy ở dưới đây nè. Dạ. Đó, nhà ở gì á. Người ta cho ở như lên thắp nhang thắp đồ cho người ta. Sáng giờ Bảy ăn gì chưa? Dì Bảy chưa ăn mà dì Bảy ăn cơm đêm hôm nè. Ồ. Nè. Thấy sớm không ăn cơm gì nè. Rồi đi làm mà sao? Nói dì Bảy ăn cơm đêm hôm nè. Trời. Ăn cái gì đây? Hột vịt. Hột vịt dầm nước mắm. Ừ. Lại miếng cơm nguội này. Đó. Vậy con. Chứ không có gì đâu. Bảy coi rửa mặt rồi. Trời hồ, nghỉ ngơi chút xíu. Mọi người nhìn nè, ở bên trong nhà này. Ở nhà này hồi đó của ai này Bảy? Của ông già. Của chồng Bảy hả? Của chồng gì Bảy đó mà ông này chắc nấu với con hả? Dạ. Nha Trang. Rồi con ổng điện con ổng đó, rồi con thấy vô thấy nhà vậy á. Thì con ổng cất cái nhà này cho dì Bảy. Dạ. Cho dì Bảy ở với ổng. Dù cách đâu được 9-10 năm gì á, ổng chết thì. Dạ. Ổng chết thì ngồi ghế con. Rồi ổng mới con ổng mới vô đưa về Bảy.
rồi gì theo giờ quẩy mai táng rồi đâu đó đàng hoàng hết rồi gì vô là lại đây là bắt đầu nó đau cái chân này luôn. Nó đau cái chân này luôn, đi không được gần 2 năm rồi con ạ. Để ra ngoài đây cho mát mẻ đi, trong này nóng lắm, bảy ngồi tuổi già rồi. Đó, hoàn cảnh của gì? Bữa giờ bảy sao rồi? Bữa giờ cũng mấy nhờ mấy trăm ngàn của con á, cho con á, cho rồi đi mua thuốc đồ ăn với ấy rồi thuốc rồi uống ngày qua gì ra gì chăm cứu chân này nãy. Dạ. Chăm cứu thì ổng lấy tiền thôi, chứ còn mà thuốc á, là ổng cho. Thuốc cũng cho hả? Ừ, chăm cứu ổng lấy thuốc bắc á, lấy tiền lấy 100 ngàn. Ổng lấy gì 100 ngàn. Dạ, hết 100 ngàn. Ừ, 100 ngàn, như đi xí 40 là 150. Bảy đó. Đi xe gì ra ngoài đó? Đi xe buýt á. Mấy đi xe buýt á. Xe buýt hơn. Ừ, vừa đi ra ngoài gì á, về chợ động mà gì á, rồi hướng ráng á. Dạ. Đó, rồi ra ông thầy này, ông chăm cứu rồi, ông tha thuốc rồi, ông cho thuốc cho gì á, tiền lấy này thuốc này. Mà cái tiền thuốc kia cho ổng có lấy tiền. À, cũng đỡ, cho cũng đỡ tiền đó. Đỡ tiền đó mà này. Chăm xong là về thấy nó đỡ không mày? Đỡ còn rồi nó không hơi đỡ nó hơi đi hơi ấy mà để mình theo rồi thử à, chăm dấu chăm quá trời luôn. Để là mình theo rồi thử rồi là sao rồi còn là đó thấy không? Về ông thầy ông kêu về nghỉ đi. Nghỉ một tuần lễ bà ra đây lại đi chăm cứu lần thứ hai, chăm cứu lần thứ hai nữa coi thử ra sao. Dạ. Nghỉ ngơi chứ và đi xong rồi nó ảnh hưởng lại sao? Ừ, đi sợ nó động. Đi là ảnh hưởng nó động lại liền. Bữa tại... nay thấy sao đi đỡ chút nè. Dạ. Cho bữa đi không được, bước tới không nổi. Là lúc trước nó bị như thế nào? Nặng. Bị nặng không? Bữa trước có như không, nó như vậy, cái chân này đi co vô không được. Sụm cái co vô không được, cái lần nó xương bự lên vậy nè. Lần nó xương to lên. Kỳ ta. Đó, lần nó xương to lên. Nói đi ra người ta chở đi khám. Dạ. Đi khám á. Nói gì tại hồi đó có té không? Vì nói không té tôi không biết. Nó không phải bệnh khớp là đầu tiên đó nghe. Mà ông bác sĩ cũng hỏi là có té không? Tôi nói tôi không biết. Ông nói cho bà không phải đầu khớp nhưng mà bà té bị cái nắp dũng này nè. Cái nắp dũng này nó bể trong này nè. Bị bể nó. Bị bể cái nắp dũng mà bà không may tới nhà thương bà không không đăng bột đăng gì á. Dạ. Ông bác sĩ nói vậy. Rồi cái gì mới... Dạ, về mới nói dạ tôi không biết đó thì lần cái nó đi không được con à, lần cái nó sưng bự gì lết từ đây lết ra này. Rồi cái cậu kia cậu thấy tội, cậu cũng đi khám bệnh, cậu nói lên đây tôi chở bà đi Hóa Giang đi ra Thuận Nam á, rồi chụp hình ông con nói chí. Dạ. Mở cái này cái nắp khớp này bây giờ như thì nó bị rim hết rồi. Rim hết luôn. Rim hết rồi. Bây giờ là bà phải bó thuốc hay là quẹt bà phải uống thuốc, còn ấy bà có khả năng tôi chuyển bà đi Sài Gòn. Đồ. Có khả năng tôi chuyển bà đi Sài Gòn, tôi nói bác sĩ là tôi không có tiền, có mình tôi già cả mà tôi không có con có cái, tôi không có chồng mà tôi không có khả năng là bác sĩ, nhờ bác sĩ để phương pháp nào thuốc men đồ này kia nọ cho tôi uống, tôi đi ra đi vô trong nhà cũng được. Tôi nói với bác sĩ vậy, ông nói già cho gì, không có tiền à, nói già không. Tôi không có tiền mà tôi già, tôi không có con. Dạ. Nói vậy á. Không tiền, không con nữa. Không tiền mà không con. Thì lúc đó, lúc trước bảy nói là bảy có hai người chồng. Ừ, ông đi tập kết, chết rồi, ở ngoài Bắc. Mất hết. Ở ngoài Bắc lâu lắm rồi, ông đó thì nói ngay cũng chết lâu, đâu rồi xứ á. Ông bỏ về cũng đi lâu lắm. Vì mới lỡ ông này ông thấy gì khổ này. Dạ. Ông mới ra vô đây ta chỉ chọc. Thì ông mới vô đây ông thấy gì, ông mới hỏi gì ông nói. Vì nói tôi hoàn cảnh như vậy á, nếu ông có giúp được tôi thì ông làm bạn với tôi. Còn nếu ông giúp không được thì khỏi làm bạn, tôi cũng lớn tuổi rồi. Nói ông vậy á, ông nói ông giúp được. Thì lúc đó ông nhờ con ông nó cho tiền. Rồi ông mới nói giờ vì bảy cái nhà cốt nhà tôn như vậy á khổ, ông nói với con, ông vận động với con, ông cho ông tiền
Ông mới mua đồ mua đạc ông cất. Cất cái nhà này lúc đó hết bao nhiêu tiền vậy? Cũng hơn đó chắc 70-80 gì, 60-70 gì đó à. Hồi đó là xi măng rẻ. Dạ. Với gì cũng rẻ hết đấy. Cũng có 70 coi cỡ đó à. Đó, đó bây giờ ông chết rồi vậy đưa về quê cũng chắc cũng gần 3 năm rồi. Ở đâu vậy? Ở Nha Trang. Nha Trang. Ông là người Nha Trang, ông người Cam Ranh. Bảy có khi nào ra đó thăm không? Có chứ. Ra cúng kính luôn hả? Đi mấy hôm thì mới cúng ở quẩy xong rồi về. Dạ. Về vừa làm thất 49 ngày. Thì về ra. Thì ra miết cho tới bây giờ luôn thì bệnh cái chân này đi không có được. Tại vì không có ra. Cái đường xa mà đi lại nhiều. Đi cũng 49 ngày ta ơi. Rồi xong rồi về đây luôn 8 giờ. Không có đi nữa. Ví dụ như không có tiền. Mấy bệnh tật. Tưởng là đưa về quẩy con, ổng cho chút ít. Về mình về mình mua thuốc uống mà ăn uống đồ này kia nọ không có. Vì nghĩ bụng phần của gì nó như vậy, bẻ phước như vậy thì tơ. Chị ráng đi làm. Ai cũng biểu gì già rồi nghĩ gì mà nghĩ sao được con. Nghĩ tiền đâu ăn, cơm đâu ăn, gạo đâu ăn. Bây giờ bữa trước nhà bên chữ thập đỏ cho tháng được 10 kg, bữa nay nó cúp rồi, nó lấy sổ hết rồi. Vậy nọ không có. Vì nghĩ bụng phần của gì nó như vậy, bẻ phước như vậy thì tơ. Chị ráng đi làm. Ai cũng biểu gì già rồi nghĩ gì mà nghĩ sao được con. Nghĩ tiền đâu ăn, cơm đâu ăn, gạo đâu ăn. Bây giờ bữa trước nhà bên chữ thập đỏ cho tháng được 10 kg, bữa nay nó cúp rồi, nó lấy sổ hết rồi. Bình thường trưa là bảy thích ăn lúc nào ăn hả? Hay là cơm nước là có đi đó, chợ đi gì không? Không bao giờ gỡ cho anh ta vậy, mới lỡ ăn đạm bạc vậy đó con. Đó, nó ăn bầu luộc rồi chiều qua đó, rồi con đổ rồi con cung mũi gì để bầu lại. Bầu luộc với lại trứng luộc gì đó, 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 ăn vậy đó, đó con thấy rõ ràng chứ con gì đâu, con nói láo đâu. Dạ. Đâu á. Dạ. Không mua cá đâu gì ăn cho nó ngon lành chứ sức khỏe già rồi mà còn tiền đâu gỡ mà ở đây gỡ khó gỡ không còn à. Ở đây gỡ cô bác người ta 10-20 ngàn người ta đâu có lắm cô. Nó dụ gỡ 20 ngàn người ta đâu có lắm. Cá hay cá mắc nữa. Nhưng mình ý mình mua, nó dụ như mình ăn cá ngon thì 20. Mà mình ăn cá không ngon thì mình ăn cá 10 ngàn, còn 5 ngàn để dành mua đồ nấu. Đó, là giờ gỡ người ta 20 ngàn người ta đâu có lắm cô. Tiền điện bảy hôm bữa nói là 150 hay nhiêu? Trăm rưỡi một tháng. Cái cỡ 150. Tiền nước. Điện nước luôn á. Điện nước luôn cũng 150 một tháng. Ừ. Điện là nước luôn á, mà bữa nay hình như bên ông chùa ông cho bắt điện nữa, ông cho bắt nước nữa. Ủa? Ông biểu cái đồng hồ á thì hả bên này tự túc. Dạ. Thì cái đồng hồ của ông chủ chùa ông mới nói để cho ông xài một mình ên. Thì bây giờ bên này tập thể có 10 mấy cái nhà là bây giờ người ta hùn tiền vô để mà bắt đồng hồ riêng này, con sắp sửa tới rồi mà chắc cũng có lẽ là đâu cũng khoảng một người gia đình như vậy, như người ta nhiều quá ta có ăn hay không khoảng 200-300. Dạ. Còn chắc gì cũng có 100-150 gì thơ đó, vì nghèo ở trong tập thể người ta cũng biết đó, nhưng mà chưa tới. Dạ. Sắp sửa tới nhưng mà chưa tới. Đến đường vậy là đi nhặt ve chai rồi có gặp khó khăn gì không bà? Cũng có gặp khó khăn thì đi lụm đi đồ bình thường vậy, là không có gặp khó khăn. Mình đừng có ăn cắp ăn trộm ai rồi đừng có vô nhà người ta lấy nồi lấy niêu là được rồi.
lụm ngoài đường, cái rau cái rớt ấy, thì cô bác người ta thấy, người ta tội, người ta cho lụm. Còn mà ăn cắp ăn đồ người ta không cho đâu con à. Tới nhà người ta đuổi, người ta không có cho đâu. Ở đây có trộm cắp gì không? Có chứ con, ở đây xì kê ma tí nhiều lắm đó. Ủa, không phải đơn giản. Mình nguy hiểm lắm bà. Thì bảo vệ mà khá tụi nó chắc có lẽ nó cũng biết. Nó hiểu chứ. Nó hiểu cho nên nó xem xét ở nhà gì có ai, có bà với trai mà vô nhà bà làm chi á. Chứ không có, ở đây thì nó ngay gì cũng thế. Vắng đó là. Ừ, nó vắng, không có ai. Ngay địa nữa thì rất là nhiều thành phần. Thành phần như vậy á. Dạ. Chứ còn á, chứ còn nếu mà nó muốn hẳn thì nó xin lỗi em nhiều con, cái nhà tường này nó đập nó vô mấy giờ. Dạ. Có anh Trang đó, anh Trang nói nó vô về 29 Tết đó. Thế bây giờ bảy đói bụng rồi bảy ăn miếng cơm đi, rồi nghỉ ngơi rồi. Nếu mà có nhặt thì nhặt, còn không thì nghỉ ngày đây đi, khỏi nhặt đi, nghỉ ngơi cho nó khỏe chứ không nghỉ một tuần luôn cũng được. Ờ, con biết làm sao vậy, nghe như vậy. Dạ, chứ bây giờ mình lớn tuổi gì rồi. Gì á, chưa ăn được bây giờ, đó bây giờ chừng nào mà đói không, đó gì vô gì bóc chén cơm mới lại còn cái hộp vịt, còn nước mắm vịt để gì ăn cái xong rồi. Dạ, đó, bảy vô ăn cơm nha. À. Rồi. Vô ăn cơm với bảy mọi người. Ăn không, có ăn không? Ăn cơm với bảy vui. Ăn đây à, ăn ngồi đây. Ở đây ăn, đi. Ăn đây. Ăn đây, ăn đây ăn chán chứ rồi. Ừ. Đó. Không biết cũng mà hôm giờ có thiếu không ăn. Ăn cơm với bảy. Này. Dạ, lấy gì lấy chén. Cái này nhớ lại hồi đó, hồi nhỏ con ở nhà hay ăn lắm. Dạ, ở nhà con ăn gì không à? Lúc mà không có cơm, có gạo ăn á. Dạ, đây, mời mọi người cùng ăn cơm nè. Mà cô bác ăn cùng buổi sáng, tại con có gì khổ, đau đau. Ăn cơm, dạ. Bậy bạ. Đó, vậy không thấy ăn. Ôi. Dịch. Bảy ăn, ăn đi bảy. Ăn đi con, ăn đi. Ăn, đây, ăn, đi. Ăn miếng trứng rồi vô chứ. Trứng rồi vô. Trời, cái này đồ ăn hồi đêm hay là hồi nào đây? Hồi hôm á. Trời ơi. Bầu gì lắm thì đổ ra thì bỏ cho kêu rửa rồi ghi á. Còn mời tiếp thì để lại lát về ăn tiếp. Mắm mặn. Mặn. Dầm với lại ớt. Rồi bỏ miếng trứng vô. Một cái trứng rồi. Một cái trứng mà ăn còn hết luôn á. Một trứng mà ăn hết luôn. Chứa mình mà dầm chao ăn ngon lắm. Chao vậy rồi. Cái chao đâu ăn. Mua mười mấy ngàn hũ lận. Mấy ngàn hũ lận. Mà là một ngày có mấy 20 ngàn. Làm sao mua hũ chao 15 ngàn. Một trò nhỏ nha. Trò nhỏ. Bự đó là 30 chục á. Dạ. Ai con. Thế là giấy nó nhẹ. Mình không biết đường nào cho đủ 1 ký đó. Có mấy trăm đồng 1 ký vậy? Mấy trăm đồng à? Có ngàn mấy vậy chứ đừng nói lấy trăm nó láo. Trời đất ơi. Thì mình đi lụm kệ thấy lụm thấy bịch thuốc bịch đầu lụm hết ấy. Chi mà không nghĩ là một ngày nhặt có 20-30 có hơi 10-10 mấy ngàn thì sống kiểu gì đúng không? Thì đó thì phải chịu sao con. Chứ con hiếu không để làm sao có ăn giờ vậy. Mà một thân một mình nữa chứ. À có một thân mình á mà giờ bệnh. Trời ơi bệnh con cáo nhà thương phải biết không có bảo hiểm á, thằng phiền không quá. Trời ơi. Không khính đi. Thế bảo hiểm là ai mua cho bảy?
đâu có bảo hiểm nghèo người ta cho á. Ừ. Bảo hiểm hộ nghèo người ta cho á. Ừ. Vậy có hộ nghèo hả? Ừ. Bởi vậy cho nên người ta có cái bảo hiểm đó con. Nhà con thoát nghèo được 5 năm rồi sao? Ai? Nhà con. Thì hắn còn gì chưa thoát. Nhà con thì thoát rồi. Dạ. Hiện tại nhà con hình như không biết còn cận nghèo hay không nữa. Mày có anh em gì nữa không? Dạ có. Có chị với lại một em trai. Thì ba. Rồi ba rồi. Ba cha. Dạ có ba. Ba bao nhiêu tuổi rồi? Dạ ba tuổi tức 50. Nhỏ. 51 rồi. Ủa sao ông lấy vợ khác? Dạ. Ông ở chị luôn mà. Chẳng sợ. Bà bây giờ lấy phải có tiền. Dạ. Với lại con tiền mày nuôi. Với lại con mày con tao. Trời trời. Ở chị vui. Bà chưa có vợ hả? Dạ chưa. Còn hai đứa bữa là bạn hả? Đi đồng nghiệp cái gì? À dạ bạn. Đồng nghiệp cái gì? Dạ đồng nghiệp. Vì muốn chỉ con chỗ. Dạ. Mà biết mày có biết không à? Chỗ nào vậy? Ở dưới Phan Rang á. Mà đường đi vô Từ Tâm á. Còn mày nhà mày nhiêu? Con hả? Con tuổi Dậu. 28 tuổi. 28 tuổi. Nhỏ này 23 tuổi. Ừ. Uống tấp. Uống tấp. Thờ uống tấp. Ghê ta. Mà nhà thì nói cho ngay là cũng không xen dầu gì hết. Dạ. Cũng được thờ. Nhưng mà mẹ nó cũng làm công ty. Cha nó cũng đi làm công ty. Mà nó là con gái, hình như gái lớn á, thứ hai á, mà nó 23 tuổi. Uống tóc, người uống tóc, móng tay móng chân, có tiệm mở đàng hoàng. Đó là con tới đó, con uống nước mía, hay hoặc uống cà phê. Đó là cái tiệm uống tóc nó mở sát bên gì nè. Con này nó kiểu thôn quê mà, mở sát bên gì nè, mở sát cái tiệm này nè. Dính liền với lại cái quán cà phê mới lại xe nước mía dính liền rồi nè. À, dính liền như nè, đó là con tao đang ngồi uống là con dòm vào đây là con thấy nó mở trong nhà. Nó cũng không có lùn lắm mà không vừa lắm cũng được. Ừ, vừa không được, cũng được. Ừ, đó chỉ con vậy muốn vậy thì chịu khó chút vậy vô tới đó. Đó. Tới nhà đó. Nhỏ đó cũng xinh gái, mặt tròn, mập mạp. Mà đều cũng tướng tá đồ cũng ngon lắm, không phải mà ấy đâu. À đó, vì chỉ con vô đó. Vì chỉ vậy mà muốn vậy đi vô để tìm hiểu cho biết. Chủ yếu là con có đi hay không? À, chủ yếu con có đi hay không á chứ còn được. Thôi thì nãy giờ mọi người cũng đã thấy được cái cảnh và cuộc sống của bà Bảy như thế nào. Và Huy cũng đã cùng Bảy trải nghiệm một buổi sáng rất là tuyệt vời. Hôm nay con tới đây là có lý do. Lúc mà hôm bữa con quay Bảy á, sau khoảng một tuần là đúng không Bảy? Chắc vậy. Dạ, thì tầm khoảng một tuần thì con đã được một số cô chú ở nước ngoài và trong nước đã ủng hộ cho kiểu nhờ con làm cầu nối. Ừ, đúng. Để tạo một cái quỹ để ủng hộ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Và đặc biệt là hôm nay con có một cái số quỹ của một chú ở Lâm Đồng đã gửi cho con 1 triệu. Và cô Châu Trần ở Mỹ là 200 đô. Cô Ngọc ở thành phố Hồ Chí Minh 2 triệu, là cái tiền 2 triệu của cô Ngọc này là muốn đưa cho Bảy để mình đóng tiền điện nước. Và cô Mai Thơ ở Anh là 500 ngàn, trích từ cái quỹ ủng hộ những người nhập quê chai của cô Anh Thơ. Huy sẽ gửi cho bà Bảy số tiền là 8 triệu 100 nghìn đồng. Tiền là không biết nói gì hơn, thì trước tiên là Huy xin cảm ơn
cô chú đã tài trợ cho Huy cái khoản tiền này để ủng hộ cho Bảy. Và Bảy có muốn nói lời gì tới cô chú không Bảy? Tôi cũng xin nói là tôi cũng nhờ các chắc có lẽ cũng còn nhỏ tuổi hay là lớn tuổi tôi không biết, nhưng mà tôi cũng mừng cho tôi gửi cho tôi số tiền đó, tôi mừng. Nhưng mà tôi cũng cảm ơn các anh em và chị em có lòng giúp đỡ cho tôi trong hoàn cảnh khó khăn, thì tôi rất cảm ơn rất nhiều các anh các chị hay là các em các cháu, vì tôi năm nay cũng lớn quá rồi, già lắm rồi, đi không nổi nữa, cho nên cũng gần đất xa trời. Mà anh em chị em mà gỡ số tiền lớn như thế này thì tôi cũng mừng, nhưng mà tôi cảm ơn tất cả các anh các chị và gỡ số tiền này về để cho tôi giúp trong khi tôi hoạn nạn, tôi cảm ơn, rất cảm ơn. Vậy thôi. Dạ, đây con sẽ trao lại số tiền này cho Bảy. Bảy nhớ nha. 2 triệu kia nhớ là trả tiền điện tiền nước nha. Không có sử dụng nó đúng, vào đúng, mục đích khác nha. Còn số tiền còn lại á, mình mua thuốc, mua men này. Thứ hai là mua đồ ăn cho ngon chút đó, xíu. Đó. Chứ mà dầm trứng chứ ăn mắm ăn vậy còn. Nhiều khi người ta cho cá ta ăn dữ. Đã ăn hết cho con mà cho. Yeah. Mình mua cá mình ăn. Ở đây gà ná cá rất là nhiều. Mua ăn cho nó ngon lành. Cảm ơn anh con. Là con nói chắc đâu phải gì là thấy con vô mày làm mặt làm mày đâu có biết ngày đâu vô có biết đâu vậy bất ngờ đó chính con ăn cuốn gì bảy biết thì đây là cái video cũng như là lần đầu tiên mà Hy làm lại những video thì như thế này thì đã rất là kiểu là rất là may mắn được cô chú anh chị và đã ủng hộ cho Huy và kiểu như là động viên Huy làm những video đó giúp ích cho cuộc sống này. Thì nếu như mà những mạnh thường quân nào có nhu cầu hoặc là muốn Huy làm cầu nối để giúp đỡ cái hoàn cảnh khó khăn thì cứ liên hệ mình để cái thông tin ở trong cái phần giới thiệu của kênh YouTube mình đó mọi người, hoặc là liên hệ cái fanpage của mình hoặc là Facebook của Huy đó. Chắc xin phép là Huy cũng sẽ kết thúc cái video tại đây nha. Video cũng khá là dài rồi. Thì một lần nữa Huy chúc tất cả cô chú anh chị em đã đang theo dõi trên màn hình có nhiều cái sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Vui không vậy? Vui. Mừng chứ không? Mừng chứ. Chứ biết kiếm đâu ra được số tiền như thế này. Biết đâu kiếm ra 7-8 triệu bạc rồi. Tám tiếng chuyện bạc lớn lắm đó, lớn chứ đâu bao giờ lúc đó trời. Thì lúc đó con thấy mơ giờ kiếm dưới chừng 20.000 hết. Dạ thôi Bảy giữ gìn sức khỏe nha. Con cũng phải chúc đi con về nha. Đi khỏe nha, ráng làm cho vương lên cho đạt. Hái nha con nha, phải kiếm thật được vợ nữa. Phải kiếm được vợ nè, đi về với kiếm mày từ tâm với lợi ở Phú Quý không có xa đâu, dân nhà quê không có xa đâu. Mà điều người ta có tiền, ta cho con ta đi học, ta bờ ta bến. Đó. Hồi đó mày. Hồi đó lớp 8 mà con mà mê làm mê cho là con nghỉ học. Con nhỏ đó chắc không có lễ học ở hình như lớp 12 á. Xong rồi con mới suy nghĩ là về học. Thi rớt. Ở nhà đi học nghề uống tóc, đi Sài Gòn học nghề uống tóc. Có cái đến cái lúc lớp 11 á, thì con nghỉ. Tại lúc đó gia đình khó khăn, không có điều kiện đi học á, ba chị em nuôi không nở. Con đừng nói gì chứ, như dì Bảy này cũng dốt luôn chứ. Cũng ghi viết chữ rồi, bậy bà gì thôi chứ. Cũng dốt hồi đã học có bà lớp 4 rồi. Nhưng mà lỡ là nói cho rõ xíu luôn là sau khi mà Hy nghỉ học á, hồi lớp 11 á, khoảng một năm sau,
đến lúc vào hè lại và đến lúc vào nhập học lại thì rất là nhiều bác, rất là nhiều chú đã động viên cái tinh thần của mình quay lại để đi học, và cuối cùng là mình quyết tâm mình quay lại mình đi học. Và mình đã học, hồi đó mình học trễ 2 năm rồi, bây giờ mình học trễ thêm 1 năm nữa là học trễ đến 3 năm. Cho nên là nhìn mình rất là già đúng không mọi người? Có lớn tuổi cũng một ba mấy tuổi trời. Bây giờ bạn nói nè, bây giờ xong cái cuộc đó, có vô tiền mình không? Nó nói bà dùm bà trong đó tập về mình chết á. Dạ không có đâu. Vậy ông nói. Nó quên sợ. Sợ ông nó quên. Ôi, cũng đi về đấy. À đi con. Dạ. Cảm ơn nghe con, cảm ơn nhiều nghe. Dạ.